Hang Sara xin lỗi vì làm mới, cô gái mở đường. Hang Sara xin lỗi sau khi bị khán giả chê phản cảm vì mặc váy ngắn, hát cô gái mở đường trên nền nhạc điện tử. Sáng ngày 11 tháng 11, ca sĩ và ekip show The Hero cho biết trân trọng phản hồi khán giả về việc trang phục, lời rap và hình ảnh của Hang Sara ở tiết mục Cô Gái Ghen Ghét chưa thể hiện đúng tinh thần nữ quyền và thông điệp bài hát gốc. Ca sĩ nói rút kinh nghiệm sâu sắc để những tiết mục sau chỉnh chu hơn. Vài ngày sau chương trình phát tối ngày 6 tháng 11, Hang Sara bị khán giả chê phá nát tinh thần ca khúc Cô Gái Mở Đường. Cô sử dụng một số đoạn trong bài hát nhạc sĩ Xuân Giao, phối lại trên nền nhạc EDM. Giọng ca 20 tuổi còn kết hợp phần rap tôn vinh các nữ anh hùng dân tộc, nữ nhân hào khí ngút trời. Mẫu Âu Cơ Vạn Tuế. Hai bà trưng xưng vương một thời còn Hồ Xuân Hương lưu danh hậu thế. Đàn ông dù có là ai thì cũng được sinh ra từ một người phụ nữ. Chị em chúng tôi là một cuốn từ điển còn các anh thì luôn phải tìm từng chữ. Kết thúc tiết mục, cô nói chọn ca khúc và phát triển bài rap chủ đề nữ quyền. Khuyến khích phụ nữ noi gương các anh hùng trong sử sách, tự tin đứng trên đôi chân của chính mình. Phần trình diễn gây chú ý trên TikTok khi nhiều khán giả trẻ cover vũ đạo. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét Hang Sara không hiểu thông điệp ca khúc. Ngoài ra, việc phối bài hát với nhạc EDM được cho là không phù hợp, làm mất đi tinh thần trang nghiêm của nhạc phẩm cách mạng. Trên Facebook, một số khán giả còn cho rằng vũ đạo, trang phục váy ngắn của Hang Sara và dàn vũ công phản cảm. Các nghệ sĩ biểu diễn cô gái mở đường thường mặc trang phục mô phỏng các thanh niên xung phong thời chống Mỹ, đội mũ tai bèo. Anh Thanh Huy, đại diện truyền thông The Hero, cho biết sau khi nghe phản hồi từ khán giả, chương trình đã ẩn các video màn trình diễn trên TikTok. Các phần hát cô gái mở đường chỉ để lại đoạn rap của Hang Sara trên YouTube. Anh Huy nói, có thể do Hang Sara sinh ra, lớn lên ở Hàn Quốc, không hiểu rõ về văn hóa Việt Nam, vì thế, tiết mục đậm chất giải trí nhưng chưa phù hợp chủ đề tôn vinh hình ảnh các nữ anh hùng của đêm thi. Trong đêm thi, Nguyễn Hải Phong, huấn luyện viên của Hang Sara, gọi thí sinh là cô gái mở đường trong âm nhạc. Giám khảo Hà Lê khen cô bùng nổ, tự tin trên sân khấu. Anh đặc biệt thích phần rap của ca sĩ bởi cô đưa ra những hình tượng cụ thể, rõ ràng để khán giả liên tưởng, so sánh. Tuy nhiên, giám khảo Lưu Thiên Hương cho rằng cô chưa khai thác triệt để chủ đề bài hát Cô Gái Mở Đường, khiến phần hát và bài rap chưa liên kết, gượng ép. Kết quả, Hang Sara bị loại bởi đối thủ Ali Hoàng Dương, dừng bước ở cuộc chơi. Ca khúc Cô Gái Mở Đường ra đời năm 1965, khi nhạc sĩ Xuân Giao đi thực tế sáng tác ở cung đường khói lửa Trường Sơn. Tại đây, ông đã chứng kiến cảnh những cô giao liên chỉ độ từ 16 tới đôi mươi. Trong đêm tối vẫn thoăn thoắt băng rừng dẫn lối cho các đoàn bộ đội. Gian khổ là thế nhưng các cô vẫn vui tươi, yêu đời. Những hình ảnh đó đã ám ảnh Xuân Giao, khiến ông viết những giai điệu rộn ràng, tràn đầy lạc quan. Tác phẩm được xem là một trong những khúc ca hay nhất viết về những cô gái trên tuyến đường Trường Sơn. Thường được thể hiện trong những dịp kỷ niệm, gặp gỡ của nhiều lớp thanh niên xung phong. Hang Sara sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, sống cùng bố ở Việt Nam từ năm 2010. Cô được chú ý từ khi tham gia Giọng Hát Việt 2017 với khả năng hát tiếng Hàn, Anh, Việt. Cô có nhiều MV thu hút chục triệu lượt xem như Đếm Cừu, Ân Nhi, Con Gái Khi Yêu, Âu Ly Xê, Mình Hẹn Hò Nhau Đi, Huỳnh Hiền Năng. Ngoài khả năng ca hát, vũ đạo tốt, Hang Sara thu hút nhiều fan nhờ ngoại hình ưa nhìn, phong cách thời trang hiện đại. The Hero có tên tiếng Việt là thần tượng đối đầu thần tượng. Trong cuộc thi, các ca sĩ, nhạc sĩ hoặc những nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, được gọi chung là Master, sẽ chọn những thí sinh phù hợp về đội, dẫn dắt họ xây dựng tiết mục qua từng vòng. Dàn thí sinh chương trình năm nay gồm Mỹ Anh, Eric, Quân AP, Thanh Duy, Hang Sara, Orin, Kara, Uni Năm, Thanh Duy, Ali Hoàng Dương, Lona.